Chào các bạn, hôm nay mình mới nhận một cái đơn hàng mình đặt trên shop online nha các bạn. Cái mình mới nhận một cái thùng hàng. Cái thùng này là mình mới nhận. Cái này là mình đặt một cái đôi giày. Giờ mình khui cho các bạn xem nha. À, mình đặt online trên shop Shopee. Cái này là mình chọn nhà vận chuyển là giao hàng tiết kiệm. Giao hàng tiết kiệm với giao hàng nhanh là nó giao nhanh lắm. Có giảm giá là còn có 600 mấy thôi đó, từ 800 mấy giảm còn 600 mấy thì giảm gần 200 ngàn đó, giảm gần 200 ngàn thì mình đặt online nó tiện hơn, với rất tiện cho các bạn mà mình đặt online ở các tỉnh. Ví dụ ở tỉnh thì mình đâu có ra cửa hàng được, mình đâu có ra shop được mình mua, đúng không? Thì giờ hiện tại bây giờ mình đặt online là tiện, rất tiện luôn, trên mấy cái trang mà thương mại điện tử như Lazada nè, Tiki, Shopee, Sen Đỏ là bây giờ là mình đặt hàng là ngon lành luôn đó. Ví dụ mà các bạn mà đặt hàng mà các bạn mà không yên tâm thì các bạn cho phép xem hàng, có nghĩa là khi mà đặt thì mình nhận người ta giao hàng, mình tới mình khui ra mình xem, nếu ok ăn ý thì mình lấy, phải không? Ưng ý thì mình lấy, nhưng mà mình đặt những cái shop mà uy tín thì mình không cần, tại vì trên mấy cái trang thương mại điện tử mình cứ nhận sau này mình về mình khui ra mà nó không đúng hàng hóa, nó bị hư vỡ hay là bị lỗi gì đó, mình được phép đổi, mình kiện, mình thiếu nại ở trên mấy cái trang đó thì người ta sẽ trả tiền lại cho mình hoặc đổi lại cái mới lại cho mình đó. Là mình mua mấy cái trang thương mại điện tử thì người ta hỗ trợ cho mình. Nếu mà mình đặt ngoài những cái shop như ví dụ trên Facebook hay này nọ, là ví dụ mình đặt mà mình phải bắt buộc mình phải xem hàng trước khi thanh toán đó. Mấy cái trang mà Facebook hay là trang mà người ta bán riêng, người ta đăng Zalo này nọ, bán riêng, nó bắt buộc phải mình xem hàng trước khi thanh toán. Ok thì mình lấy. Tại vì khi mà mình không được phép xem hàng á, mấy cái trang đó mình không có xem hàng, khi mà ví dụ mà hàng lỗi hay là nó tráo hàng giả, hàng nhái hay hàng dỗm cho mình, hoặc là không có giao cho mình á, thì mình nhận mà không xem hàng, cái đó là mình phải chịu, mình chịu hoàn toàn. Tại vì mình đặt ở ngoài mà, đặt ở ngoài thì mình gọi cái người đó nó ai mà giải quyết cho mình. Nếu mà giải quyết mình phải đặt những cái trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Sen Đỏ, Tiki gì đó thì mấy cái trang đó thì uy tín thì mình lên mình đặt đó. Khi nào mà hàng lỗi này nọ thì mình lên mình thiếu nại thì người ta ấy, đôi giày này mình đặt đôi giày một cam rẻ hơn gần 200 ngàn ở trên shop, ở ngoài shop nha các bạn đó. Khi mình đặt hàng thì mình coi những cái chương trình khuyến mãi á, nó có giảm giá thì mình mua, mình so sánh giá mình mua đó. Đây là 20 tiếp, cầm rất là nhẹ nha các bạn, nhẹ. Cái size này là size 41. Mẫu này là mẫu thể thao, hình như mấy ca sĩ với mấy người mà bóng đá nó quảng cáo cũng lành lắm. Này 899 ngàn, nếu mình ra shop bi tít nha, ra shop bi tít là 899 ngàn. Hồi bữa mình ra mình coi rồi cho nên mình không mua, mình thấy ở trên mấy cái trang thương mại á nó đang sale còn 600 mấy, mình hốt liền ha. Mua hàng, mình mua hàng khách hàng thông minh, mình mua phải như vậy, đúng không đó. Nếu mà ra to thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà rất là phù hợp cho các bạn mà ở tỉnh xa,
ở tỉnh xa thì mình đâu có ra ngoài shop mình mua được, đâu có đâu mình mua, mình đặt online đó. Online là đâu phải online, là online thì mình lựa những cái trang uy tín, những sách uy tín mình mua, quà mua mà được phép xem hàng thì bảo đảm 100% các bạn không sợ bị lừa. Tại vì hồi hồi xưa tới giờ các bạn hay 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 sợ mua hàng online là do là sao? Tại vì mấy shop có những người mình ta đăng Facebook đó, có những shop lừa đảo làm ăn không có uy tín. Nó là mình mua hàng mà nó không cho phép xem hàng đó, nó mua mà nó không cho mình xem hàng, vậy mình mua làm gì? Đó là nó mua gì, lỡ nó tráo hàng hàng giả hay là gì đó thì sao mình kiện được, đúng không? Nếu mình mua ở ngoài thì mình phải được phép xem hàng, thấy hàng ok thì mình nhận trả tiền rồi ok đẹp luôn.